Không bao lâu sau, Ôn Tranh nhận được tin nhắn của Hàn Mạt nhắc cô đi học. Nhìn thầy Thất ngồi trong phòng khách nhìn góc mặt nghiêng của cô, ngẫm nghĩ rồi hào phóng nói. Chị đi đi, em đi dạo loanh quanh trong biệt thự này. Nếu giờ cơm trưa chị về được, thì nhắn tin cho em biết, hai chị em mình ăn với nhau. Ôn Tranh gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi cảm thấy mình đã bỏ bê Tiểu Thất. Vậy em đừng đi lung tung, nhà họ Lôi rất nhiều người. Cẩn thận là trên hết, gần đây lịch học tương đối kín, đợi chị bàn bạc lại với cố vấn tài chính, tranh thủ dời lại vài ngày rồi học tiếp. Nhân lúc em đang ở Nam Hải, chị cùng em đi loanh quanh nhiều hơn. Nghe vậy Nghiên Thời Thất hờn dỗi đập cô một cái. Không cần chị bầu bạn với em, chị cứ chăm chỉ đi học là được. Em còn đang đợi chị học thành tài rồi, cho mấy người kia biết mặt đây này. Em sẽ không đi lung tung trong nhà họ Lôi. Hơn nữa có Mục Nghi đi theo em, chị cứ yên tâm. Ôn Tranh thấy vậy đành nén cảm xúc trong lòng xuống, thu dọn qua loa rồi xuất phát sang phòng sách của ông chủ. 11 giờ trưa, bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ dần sáng sủa hơn. Nhìn Thời Thất ngồi trong biệt thự nhà họ Lôi, cầm di động nhắn tin với anh Tư. Anh nói họ đã bàn xong công việc, đang trên đường về, hỏi buổi trưa cô muốn ăn gì. Nhìn Thời Thất chống cằm suy nghĩ, chợt nghe tiếng bước chân vững vàng từ ngoài phòng khách truyền đến. Cô tưởng là người làm nên không để ý, ngón tay mân mê màn hình, đang chuẩn bị gõ chữ thì trước mặt tối sầm, có người mổ lên trán cô một cái. Nhiên Thời Thất ngước mắt lên, bất ngờ chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Tần Bách Duật. Cô mừng ra mặt, ôm cổ anh một cách rất tự nhiên. Anh về nhanh vậy, em đang định nhắn tin cho anh đây. Tần Bách Duật mặc áo sơ mi màu đen và quần tây, chống một tay lên thanh vịn sofa, mặc cho Nhiên Thời Thất ôm mình, cất giọng trầm thấp hỏi. Đã nghĩ xong ăn gì rồi à? Nhiên Thời Thất cọ cọ gò má vào ngực anh. Chưa nghĩ xong, anh quyết định đi. Nói đoạn cô bất giác nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Lôi Duệ Tu đâu, bèn hỏi. Chỉ có mình anh về thôi sao? Anh ấy đi đón Ôn Tranh rồi, có muốn ăn thịt xào măng không? Mắt Nhiên Thời Thất sáng rỡ. Muốn, đi đâu ăn ạ? Anh ngồi xuống cạnh cô, nét mặt thư thái, ánh mắt dịu dàng, hôn chụt lên trán cô. Anh nấu cho em ăn. Trong lúc nói chuyện, Lôi Duệ Tu và Ôn Tranh cũng xuất hiện ngoài cửa. Họ ăn trưa trong biệt thự của Lôi Duệ Tu. Như mọi khi, hai người đàn ông bận rộn trong bếp, hai chị em ngồi trong phòng chờ đợi. Điểm khác biệt duy nhất là bây giờ họ đều đang mang thai, trong mình đứa con của người đàn ông mình yêu. Người làm được cho lui ra khỏi biệt thự, các vệ sĩ vẫn đứng xung quanh biệt thự để canh giữ nghiêm ngặt. Thời khắc năm tháng tĩnh lặng thế này làm cho Ôn Tranh cảm thấy khó lòng tin nổi. Cô kéo tay Tiểu Thất, cùng nhìn về phía bóng người trong bếp, thì thầm nói. Nếu như được thế này mãi, thì tốt biết mấy. Nhân Thời Thất nhìn sang, nắn nhẹ ngón tay cô. Chắc chắn sẽ được mà. Ôn Tranh mím môi, ánh mắt trở nên xa xăm. Lúc nãy trên đường về, Lôi Duệ Tu nói với chị. Ngày kia, chú hai nhà họ Lôi sẽ tổ chức tiệc trong khuôn viên biệt thự. Nói là có khách quý đến thăm, anh ấy muốn nhân buổi tiệc này tuyên bố chuyện giải trừ hôn ước với Đường Diệu Tuyết. Chị cứ cảm thấy bữa tiệc của chú hai nhà họ Lôi tổ chức chắc chắn không đơn giản như thế. Anh ấy làm vậy chẳng khác nào vả thẳng vào mặt nhà họ Đường. Ôn Tranh trầm ngâm nói ra suy nghĩ của mình, Nghiên Thời Thất xoa vai cô an ủi. Thật ra như vậy cũng tốt. Em nghe nói vị hôn thê đó thật ra cũng do nhà họ Lôi chỉ định cho anh ấy. Nếu anh rể tương lai muốn tuyên bố hủy bỏ hôn ước trước mặt mọi người, chắc không chỉ nói suông, nói không chừng đã có cách rồi. Ôn Tranh nghe vậy lơ đễnh mỉm cười. Mong là như vậy. Nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến buổi tiệc diễn ra vào ngày kia, do cha con Lôi Duệ Phàm tổ chức, Ôn Tranh lại cảm thấy bất an. Cảm giác nặng nề khó tả cứ đè lên nơi sâu thẳm trong tim cô. Chỉ mong là phước không phải họa. Nửa tiếng sau, bốn món mặn, một món canh được bày lên bàn. Mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong không khí, bầu không khí rất ấm áp. Lôi Duệ Tu sới bốn bát cơm. Quay lại đưa cho Ôn Tranh, thì thấy quản gia đến thông báo, đang há hốc miệng sững sờ đứng trước cửa phòng bếp. Ông nhìn thấy gì thế này? Cậu cả 10 ngón tay không chạm nước nhà ông, đang mặc tạp dề, sới cơm cho mọi người.
Có phải ảo giác không? Đuổi hết người làm trong nhà ra ngoài để tự mình xuống bếp. Bình thường, ông cũng thấy cậu cả và Tiểu Đoan thường xuyên ra vào phòng bếp, nhưng ông cứ tưởng đều là Tiểu Đoan nấu ăn nên không quấy rầy họ. Hôm nay mới thấy quả nhiên có người yêu rồi, thú vui trong cuộc sống cũng được nâng cao. Lôi Duệ Tu nhác thấy bóng quản gia đang sững sờ, thuận theo ánh mắt ông nhìn xuống chiếc tạp dề trên người mình. Anh hắng giọng ung dung hỏi. Có chuyện gì? Lát sau quản gia mới tìm lại được tiếng nói của mình, ú ớ một lúc mới nói rõ. Cậu cả, cậu Năm đến rồi. Nó đến làm gì? Lôi Duệ Tu kinh ngạc. Sau khi Lôi Tiểu Ngũ từ cục cảnh sát về, mấy hôm nay đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Quản gia mỉm cười dè dặt liếc nhìn cậu Tư Tần. Cậu Năm nói muốn đến bái phỏng thủ lĩnh. Đây là cách nói giang hồ, ông chỉ truyền đạt đúng sự thật thôi. Lôi Duệ Tu thở dài đầy bất lực. Bảo nó đợi một chút hãy đến. Vừa dứt lời, Lôi Tiểu Ngũ đã xuất hiện sau lưng quản gia. Cậu ta đẩy quản gia ra, đứng nghiêm chỉnh trước cửa phòng bếp, một tay đặt lên áo vest trước ngực, khẽ gập người. Chào anh cả. Lôi Duệ Tu, anh đứng trước bàn ăn nhìn Lôi Tiểu Ngũ, trong bộ âu phục vô cùng nghiêm chỉnh, ánh mắt đanh lại. Lên cơn điên gì vậy? Lôi Tiểu Ngũ có vẻ rất kích động, nén lại hơi thở dồn dập của mình, không để ý đến câu hỏi của Lôi Duệ Tu mà đi thẳng đến trước mặt Tần Bách Duật, sau đó cúi gập người một góc 90 độ. Chào Tổng Giám Đốc Tần, tôi là Lôi Duệ Hàng. Ánh mắt sâu thẳm như biển của Tần Bách Duật nhìn động tác của Lôi Tiểu Ngũ, rồi chậm rãi đứng dậy, đỡ hờ vai cậu ta. Chào cậu, tìm tôi có việc gì? Ngay khi vừa đứng thẳng người, Lôi Tiểu Ngũ đã giữ lấy tay cậu Tư Tần bằng cả hai tay. Không có gì, Tổng Giám Đốc Tần, tôi nghe danh anh đã lâu nên muốn đến gặp anh chút thôi. Nghe vậy, anh nhướng mày, thoáng liếc nhìn Lôi Duệ Tu, đợi anh giải thích. Biết nói sao đây? Lôi Tiểu Ngũ bây giờ khác xa cậu ấm ngông cuồng của ngày thường. Hai tay cậu ta giữ chặt tay cậu Tư Tần, mắt lấp lánh như sao, ai cũng nhìn ra được cậu ta đang kích động quá rồi. Lôi Duệ Tu cởi tạp dề ra, tiện tay ném lên bàn bếp, trầm giọng cảnh cáo. Lôi Tiểu Ngũ, đừng làm bậy. Vâng ạ, anh cả. Lôi Tiểu Ngũ lập tức buông tay cậu Tư Tần ra. Lôi Duệ Tu nheo mắt nhìn dáng vẻ âu phục chỉnh tề của Lôi Tiểu Ngũ. Hôm nay không chỉ hành vi cử chỉ của cậu ta rất quy củ, mà cả tóc tai cũng nhuộm về màu đen. Chơi trò gì đây? Cùng lúc đó, Lôi Tiểu Ngũ đứng trước mặt cậu Tư Tần, hai mắt dán chặt lên người anh. Mẹ ơi, đây chính là thần tượng của cậu. Anh trai đã ném thẳng đám người ăn nói bậy bạ xuống biển trên du thuyền Starling ngoài cảng đây mà. Không chỉ phong độ phi phàm mà còn đẹp trai thế này. Lôi Tiểu Ngũ phấn khích thở dồn dập, thỉnh thoảng còn xoa xoa tay, hệt như người hâm mộ cực kỳ đạt chuẩn. Lúc này Lôi Duệ Tu đi vòng qua chiếc bàn dài, đến cạnh cậu Tư và Lôi Tiểu Ngũ, thầm thở dài lên tiếng giải thích. Em trai tôi, Lôi Duệ Hàng, xếp thứ 5 trong nhà. Cậu Tư khẽ gật đầu. Cùng ngồi xuống ăn cơm đi. Lôi Duệ Tu vốn muốn từ chối, nhưng Lôi Tiểu Ngũ đã tức tốc tự kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu Tư Tần. Lôi Tiểu Ngũ ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, cảm thấy như toàn thân đều đang được bong bóng kéo bay lên. Cậu ta được ngồi chung với thần tượng, cảm động muốn khóc. Cảnh tượng này cũng làm cho Nghiên Thời Thất và Ôn Tranh dở khóc dở cười. Thế là bữa cơm, vì có thêm Lôi Tiểu Ngũ mà bầu không khí có chút khác thường. Nghiên Thời Thất ngồi bên phải cậu Tư Tần, còn Lôi Tiểu Ngũ ngồi ở góc bàn bên tay trái của anh. Nói là ăn cơm, nhưng suốt cả buổi, ánh mắt của Lôi Tiểu Ngũ không hề rời khỏi Tần Bách Duật. Tóm lại, không khác gì một tên ngốc chưa trải sự đời. Ăn xong, năm người quay lại phòng khách, Lôi Duệ Tu sai người đi pha trà, Lôi Tiểu Ngũ vẫn đứng ngay ngắn trước mặt cậu Tư Tần. Cậu ta nhìn chằm chằm một lúc mới không kìm được, nghiêng người về phía trước, tét miệng cười. Tổng Giám Đốc Tần, anh có thiếu trợ lý không? Anh thấy tôi thế nào? Xách túi lái xe tôi đều làm được.
Ôn Tranh và Nghiên Thời Thất nhìn nhau, khóe miệng cả hai đều thấp thoáng nụ cười tủm tỉm. Nghiên Thời Thất liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, nhích lại gần anh thì thầm nói. Xem ra anh Tư cũng có người hâm mộ rồi. Anh mím môi nhìn cô với ánh mắt trìu mến, kéo ngón tay cô quay sang Từ Tốn trả lời Lôi Tiểu Ngũ. Không thiếu. Lôi Tiểu Ngũ ngồi thẳng người. Vậy anh còn thiếu gì? Tôi... Lôi Tiểu Ngũ. Đúng lúc này, Lôi Duệ Tu lên tiếng nhắc nhở cậu ta lần nữa. Lời Lôi Tiểu Ngũ đang định nói bị chặn lại bên cửa miệng. Cậu ta mím môi nhìn Lôi Duệ Tu, cúi đầu lầm bầm. Em chỉ sùng bái Tổng Giám Đốc Tần, muốn theo anh ấy học hỏi tí thôi. Em có gây sự đâu anh cả. Nếu anh cũng có thể giống như Tổng Giám Đốc Tần, ném thẳng người xuống biển, thì em cũng sùng bái anh. Điểm sùng bái của cậu ta có phải quá đáng lắm không? Lát sau, Lôi Duệ Tu mới khịt mũi, ném ra một câu. Cậu còn tiếp tục gây sự, anh sẽ ném cậu xuống biển. Lôi Tiểu Ngũ cúi gằm mặt không lên tiếng nữa. Có lẽ từ nhỏ đến lớn, Lôi Tiểu Ngũ chưa từng được người đàn ông nào ngang tàng mạnh mẽ như vậy. Trên địa bàn của nhà họ Lôi, rất nhiều người bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cho nên cậu ta khao khát có thể trở thành người giống Tần Bách Duật, mạnh mẽ đến mức muốn làm gì thì làm. Chưa đến 5 phút, Lôi Tiểu Ngũ còn muốn rèn sắt, nhân lúc còn nóng, đã bị Lôi Duệ Tu đuổi về. Phòng khách trong biệt thự cuối cùng cũng được yên tĩnh trở lại. Lúc này Nghiên Thời Thất đang lim dim tựa đầu lên vai Tần Bách Duật, thi thoảng lại chớp chớp mắt, cơn buồn ngủ ập đến. Lôi Duệ Tu ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm màn hình di động. Đọc xong tin nhắn, anh mới chậm rãi ngước lên nhìn Tần Bách Duật. Chú Tư, cậu từng nghe nói về một người tên Tề Kim Gia chưa? Tề Kim Gia? Cậu Tư Tần lặp lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn Lôi Duệ Tu, trở nên sâu xa khác thường. Anh không trả lời mà cúi đầu nhìn Nghiên Thời Thất trong lòng mình, thấp giọng dỗ dành. Nếu buồn ngủ thì lên phòng khách trên lầu, nghỉ ngơi chút đi. Hửm. Nghiên Thời Thất chớp đôi mắt nhập nhèm, nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, Tranh Tranh đi với em đi, để hai người họ nói chuyện với nhau. Tuy đang buồn ngủ nhưng cô cũng nghe được ẩn ý trong lời nói của anh Tư. Hiển nhiên anh muốn nói chuyện với anh rể tương lai, nhưng không muốn họ nghe thấy. Nghiên Thời Thất quay sang kéo Ôn Tranh ra khỏi phòng khách, thoát cái đã đi vào thang máy. Đợi hai chị em đi khỏi, Tần Bách Duật mới lấy thuốc lá từ trong túi, rút ra một điếu rồi đưa cho Lôi Duệ Tu. Cậu Tư Tần châm thuốc, chậm rãi đứng dậy đi đến trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Khi nhả khói anh nói. Tề Kim Gia này, tôi từng nghe nói, mấy năm trước có thể nói, anh ta là hắc mã nổi danh trong giới ngọc thạch. Sở dĩ được gọi là Tề Kim Gia, vì giới săn ngọc có lời đồn rằng anh ta có khả năng chỉ đá thành vàng. Hãng nữ trang của nhà họ Tần từng giao dịch đá thô với anh ta ở thị trường Ngọc Thạch bên Myanmar, nhưng cũng chỉ một hai lần thôi. Sao đột nhiên lại hỏi đến anh ta? Sắc mặt Lôi Duệ Tu có vẻ rất nghiêm trọng, anh chống khuỷu tay lên đầu gối, ngậm điếu thuốc liếc nhìn Tần Bách Duật. Tôi nhận được tin, buổi tiệc tối ngày kia, anh ta chính là vị khách quý đến nhà họ Lôi. Người này là tốt hay xấu, có năng lực, chỉ đá thành vàng. Nghe vi diệu quá. Tần Bách Duật nhìn vẻ ngờ vực của Lôi Duệ Tu, nhếch môi khẽ lắc đầu. Đây chỉ là cái danh hão mà bên ngoài gắn cho anh ta thôi. Không phải anh ta có thể chỉ đá thành vàng thật, mà có ý tâng bốc. Dù sao bao năm qua, chưa có hạng mục săn ngọc nào anh ta góp mặt mà thất bại cả. Trong giới săn ngọc, một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục. Không biết bao nhiêu người khuynh gia bại sản chỉ trong một đêm. Nhưng Tề Kim Gia này hơn người ở chỗ, đá thô mà anh ta mua được, lần nào cũng cắt ra được ngọc thô thượng hạng. Chỉ riêng điểm này cũng đã đủ để người đam mê săn ngọc tôn anh ta lên làm thần linh rồi. Thế nên, anh ta kết giao được không ít mối quan hệ thông qua con đường này. Còn chuyện anh ta tốt hay xấu... Nói đoạn cậu Tư Tần rít một hơi thuốc. Đá thô mà nhà họ Tần mua từ tay anh ta. Sau khi gia công mới phát hiện đều là sản phẩm nhân tạo kém chất lượng. Từ sau lần đó, tôi bắt đầu nghi ngờ được cái gọi là chỉ đá thành vàng kia. Chắc chỉ là danh hão.
Lôi Duệ Tu kinh ngạc nhíu mày đứng dậy đi đến cạnh anh. Nói vậy, hàng trong tay anh ta đều là giả. Dám lừa nhà họ Tần sao? Lúc đó cậu giải quyết chuyện này thế nào? Tần Bách Duật nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấp giọng nói. Nói một cách chính xác thì hàng trong tay anh ta chắc thật giả lẫn lộn. Lúc đó hãng trang sức của nhà họ Tần đều nằm trong tay anh cả tôi. Chuyện này về sau tôi không điều tra ân oán giữa hai nhà họ Tần và nhà họ Tống thì vô tình biết được. Khi ấy anh cả của tôi không đối đầu với anh ta, chỉ chấm dứt hợp tác mà thôi. Người lăn lộn trong nghề đá quý, có mấy ai tay chân sạch sẽ. Tề Kim gia dùng cách của mình thiết lập được mạng lưới quan hệ rộng lớn. Dù xảy ra chuyện cũng sẽ có vô số người sẵn lòng giúp anh ta. Những chuyện này đa số là kết quả của quan hệ lợi ích. Bây giờ anh ta lại bắt mối quan hệ với chú hai của anh. Chỉ bằng anh điều tra thử xem quan hệ lợi ích giữa họ là gì. Anh nói xong Lôi Duệ Tu im lặng rất lâu. Đến khi hút hết điếu thuốc mới lên tiếng. Nhà họ Lôi có một mỏ quặng, nắm trong tay đã nhiều năm nhưng chưa từng động vào. Năm đó trước khi tôi rời khỏi Nam Hải, nhớ mang máng mỏ quặng này được ba tôi chia cho chú hai. Nói đoạn, Lôi Duệ Tu và Tần Bách Duật đưa mắt nhìn nhau. Cậu Tư Tần nói, nếu nhà họ Lôi có mỏ quặng, anh ta đến Nam Hải cũng không có gì lạ. Lôi Duệ Tu gật đầu phụ họa. Mỏ quặng đó ngày trước nhà họ Lôi từng tìm người đến thăm dò. Do vị trí địa lý đặc biệt, nằm gần đường dọc bờ biển nên muốn khai thác cũng không dễ dàng thế. Anh muốn ngăn cản việc hợp tác của họ. Tần Bách Duật nhướng mày. Lôi Duệ Tu cười khẩy, đưa tay chà sát khung cửa. Nếu chỉ là một đối tác làm ăn, vốn không cần gióng trống khua chiêng đưa đến nhà họ Lôi để tổ chức tiệc. Rõ ràng họ làm như vậy là để cho tôi xem. Có lẽ hợp tác khai thác mỏ là giả. Đến để đối phó với tôi mới là thật. Cậu Tư Tần không bình luận. Xem ra Tề Kim gia này đáng để điều tra kỹ càng một phen. Chớp mắt hai ngày đã trôi qua. Nghe nói tối nay có một buổi tiệc quan trọng diễn ra ở sảnh Nguyệt Hoa của nhà họ Lôi. Từ sáng sớm người làm từ trên xuống dưới trong nhà đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc. Lúc này là 1:30 chiều tại quan Hồ Uyển. Hoàng Minh lái xe đến trước cổng biệt thự, vừa cúi người xuống đã thấy Lôi Duệ Tu cách đó không xa đang đi đến, liền nói. Nhiều năm rồi tôi không đến nhà họ Lôi, không ngờ bây giờ lại kiểm tra nghiêm ngặt đến vậy. Lúc nãy ở trước cổng, anh ta suýt bị nhóm vệ sĩ bao vây. Nếu không phải không muốn làm lớn chuyện, anh ta đã lái xe đâm thẳng vào cổng rồi. Lôi Duệ Tu nhìn vẻ mặt mất hứng của Hoắc Minh, tiến đến trêu đùa. Lần cuối cậu đến đây, chắc là gần 20 năm về trước. Đừng nói là cậu, ngay cả tôi, lần nào vào cũng bị bảo vệ ngoài cổng gặng hỏi. Đúng là phiền thật. Khuôn mặt con lai của Hoắc Minh lộ ra vẻ khinh thường, đôi mắt sâu lơ đễnh nhìn quanh một lượt. Theo tôi thấy đúng là chuyện bé xé to, không biết còn tưởng trong nhà có kho báu nữa. Lôi Duệ Tu nghe vậy giờ khóc giờ cười. Anh tiến lên khoác vai Hoắc Minh, vừa đi về phía cổng quan Hồ Uyển vừa nói. Được rồi, lát nữa tôi lấy thẻ ra vào cho anh. Có thẻ rồi, sau này anh có thể đến bất cứ lúc nào, không ai dám ngăn cản anh nữa. Hoắc Minh bĩu môi, nhìn xung quanh. Mấy năm qua không vào, cảnh vật trong nhà cậu đẹp hơn rất nhiều đấy. Ba tôi tìm kiến trúc sư hàng đầu ở nước ngoài về thiết kế đấy. Bây giờ trong nhà quản lý chặt chẽ thế này, cũng vì trước kia từng có trộm nên mới phải làm vậy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến phòng khách của quan Hồ Uyển. Bố cục phòng ốc ở đây khác biệt rất lớn so với biệt thự khác. Từ ngoài nhìn vào, quan Hồ Uyển chỉ là một biệt thự bình thường, nhưng bước vào trong rồi mới phát hiện mỗi một ngóc ngách trong này đều được sắp xếp tỉ mỉ. Phòng khách không trang trí theo phong cách châu Âu hiện đại mà khắp nơi toát lên vẻ cổ kính mộc mạc. Chẳng hạn như chiếc máy phát nhạc kiểu cũ đặt trong góc và cốc trắng men thường dùng ở thế kỷ trước, thậm chí cả hoa giả để ngắm cũng được làm bằng chất liệu nhựa rất dẻo. Hoàng Minh bước vào bên trong, vô thức quan sát từng món đồ vật trong nhà, cuối cùng rút ra kết luận. Chú Lôi, nhà các người bên ngoài hào nhoáng, bên trong sao nghèo xác nghèo sơ thế này?
Lôi Duệ Tu. Anh ta thả lỏng chân mày, ngao ngán thở dài không lên tiếng. Không trách, Hoác Minh thấy lạ. Thật ra nơi này, hôm chú Tư đến vừa nhìn qua cũng rất bất ngờ. Tuy những thứ kia chỉ đều trang trí, nhưng đúng là trông rất giản dị. Anh nghĩ chắc tại ông già nhà anh hơi hoài cổ. Lôi Duệ Tu mời Hoác Minh ngồi, nhìn thoáng qua cầu thang xoắn ốc bằng gỗ. Chú Tư đang ở trên lầu gọi điện thoại, lát nữa sẽ xuống ngay. Ừ. Hoác Minh tự nhiên như ở nhà, ngồi xuống sofa, nhấc chân phải, gác cổ chân lên đùi trái. Bữa tiệc tối nay là sao vậy? Tôi nghe nói nhà họ Lôi mời không ít người. Người của các gia tộc lớn ở Nam Hải đều đến à?